Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị Thốt Nốt và đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt có buổi tiếp xúc với bà con cử tri tại các phường trên địa bàn quận sau kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân các cấp. Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri phấn khởi trước những kết quả mà Hội đồng nhân dân thành phố và quận đạt được thời gian qua. Đồng thời kiến nghị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và ngành chức năng cần có giải pháp để nhanh tiến độ đối với tuyến đường giao thông từ ủy ban nhân dân phường Tân Lộc đến khu vực Tân Mỹ 2 và di dời một số trụ điện còn nằm trên tuyến đường để thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt của người dân quan tâm bó làm gọn hệ thống cáp diễn thông tại một số tuyến đường chính tại phường trung tâm Thuốc nốt có giải pháp xử lý tình trạng ứ động nước rác thải ô nhiễm môi trường để đảm bảo dễ mỹ quan cho bộ mặt của quận quan tâm có thêm các chế độ chính sách đối với cán bộ hội đoàn thể tại khu vực và nhiều vấn đề quan trọng khác có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn